Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn mô đun hẹn giờ TMH01. Đây, trên tay mình là mô đun hẹn giờ. Mô đun này của chúng ta sẽ được cấp nguồn qua jack DC5501. Nguồn chúng ta là nguồn 5V DC. Mô đun này thì sử dụng là chip STM8 F003 F3P6 cộng với lại IC thời gian thực là DS3231. Đây là dòng IC thời gian thực có độ chính xác rất là cao. Ngoài ra thì module chúng ta đã được tích hợp sẵn một relay. Relay này thì có thể chịu được dòng tối đa là 10A. Ở đây chúng ta có một header để kết nối với thiết bị. Chúng ta có chân NC, chân COM và chân NO. Mặt trước của module thì chúng ta có một khối LED 7 thanh để hiển thị thời gian và các thông số cài đặt. 4 phím chức năng của chúng ta gồm có phím set, phím up, phím down và phím mũi tên 2 chiều. Thì sau đây mình sẽ cấp nguồn cho module để chúng ta tiến hành cài đặt. Đây, đầu tiên cấp nguồn cho module thì module sẽ hiển thị là thời gian hiện tại. Đây thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta đã có một viên pin CR. Thì viên pin này sẽ giúp chúng ta lưu thời gian khi mà mất điện. Đây thì đầu tiên để xét thời gian thực cho module thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút mũi tên 2 chiều này. Đây, sau khi nhấn giữ thì chúng ta sẽ thấy số 1 bắt đầu nhấp nháy thì các bạn sẽ di chuyển. Hiện tại của mình là 15:40. Đây thì mình sẽ di chuyển lên là 15:40. Sau khi set xong thời gian thì các bạn nhấn nút set để xác nhận mà thoát ra. Ok, bây giờ module chúng ta là 15:40. Để hẹn giờ thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút set. Đây, các bạn sẽ thấy module chúng ta sẽ hiện là P01. Thì các bạn tiếp tục nhấn nút set để xác nhận, chọn chế độ 01 thì xong thời gian sẽ hiện on và xong đây sẽ nhảy vào chúng ta để chúng ta cài thời gian. Đây các bạn thấy hiện tại đây mình đang có hẹn là 15:37 thì mình sẽ chuyển sang hẹn lên là 15:41. Đây xong thì xong. Mình sẽ nhấn nút set để xác nhận. Đây thì module nó trả ra P01, xong đây sẽ nhảy sang thời gian rồi. Thì ở đây các bạn cũng sẽ cài lên là 15 giờ. Mình sẽ cài là 15:42 để lát nữa mình demo bật tắt cho các bạn thấy. Thì sau khi cài xong các bạn cũng sẽ nhấn nút set để thoát ra. Đây, đây các bạn thấy 15:41 và delay chúng ta bật. Thì bạn đợi một chút sang 15:42 thì mình delay chúng ta sẽ tắt. Ở đây chúng ta có một con led màu đỏ này để thông báo trạng thái của delay. Lúc nào mà delay bật thì đèn này sẽ sáng. Đây, 15:42 các bạn có thể thấy delay chúng ta đã tắt. Thì module này của chúng ta thì có thể hẹn được 99 khoảng thời gian khác nhau. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có từ P01 đến P99 thì các bạn có thể hẹn 99 khoảng thời gian bật tắt khác nhau cho các thiết bị của mình. Đây là một module khá là nhỏ gọn nhưng mà có thể hẹn được rất là nhiều khoảng thời gian khác nhau. Với module này thì các bạn có thể sử dụng để hẹn giờ bật tắt bóng đèn tự động. Có thể kết hợp với các thiết bị công suất khác để hẹn giờ cho một hệ thống lớn hơn. Trên đây là video giới thiệu về module hẹn giờ TMH01 của nhóm review. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.